Phần thứ hai là phần lập trình trên PLC S7200 với phần mềm Thea Portal. Ở đây là version 15.1. Chúng ta sẽ có phần PLC và phần màn hình HMI. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo các cái tag cho cái bài toán. Thứ nhất là chúng ta sẽ tạo ra cái tag có tên là e-input, tức là các cái đầu vào e là đầu vào vật lý. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng i0.0 đến i0.3. Chúng ta khai báo i0.0 là cái biến lv1, tức là file báo cạn bẻ, level level sheet, file báo cạn bẻ. Cái hệ thống bơm của chúng ta thì cần một cái file để báo cái mức nước ở trong bể để hút lên. Nếu mà cái phao nào nó báo cạn thì chúng ta sẽ dừng bơm. Đấy, báo cạn hết nước thì sẽ dừng bơm. Để mục đích để bảo vệ bơm chúng ta không bị chạy khô. Nó chạy khô nó sẽ dẫn đến là cháy hết phớt và hỏng bơm. Thì chúng ta phải có cái phao để báo đầy báo cạn. Cái K AS1 là relay áp suất. Địa chỉ là I0.1. Relay áp suất nó sẽ ngắt sau 30 giây mà không có nước ra. Tức là hệ thống đang on mà sau 30 giây cái relay này nó không tác động. Chứng tỏ là đường ra, nước đầu ra là không có. Thì là bơm của ta nó không lên nước. Thì chúng ta phải dừng hệ thống để kiểm tra cái hệ thống đường ống và bơm. Tiếp theo là FN1, địa chỉ I0.2. Ở đây là relay nhiệt. Cái relay nhiệt để bảo vệ cho bơm 1 khi mà chạy trực tiếp lưới điện. Relay nhiệt chúng ta sẽ gắn ở cái đuôi cái công tắc tơ KN2 và relay nhiệt số 2 bảo vệ cho cái bơm số 2 chạy trực tiếp lưới điện, gắn ở cái đuôi của KN4. Đây là đầu vào Y. Tiếp theo là cái đầu ra, đầu ra Output KR1. Chúng ta sẽ là Q0.0 là đầu ra cho bơm 1 chạy biến tần. Là KR1 này thì tương ứng với đây. KR1 thì tương ứng với K1. Chúng ta sử dụng các cái relay trung gian để điều khiển cho KR1. Bởi vì chúng ta chọn cái PLC là 1 2 dạng DC DC DC, đầu ra là DC. Cho nên chúng ta phải sử dụng thêm một con relay trung gian để điều khiển cho K1, vì K1 là điện cuộn hút là 220, còn đầu ra PLC là đầu ra 24V, cho nên chúng ta sử dụng thêm một con relay trung gian để làm đệm. Tương tự với KR2 thì là đầu ra bơm 1 chạy điện lưới. KR2 thì tương ứng với K2. Đây, KR2 tương ứng với K2. Đấy, đầu ra cho bơm 1 chạy điện lưới. Tương tự KR3 bơm 2 chạy biến tần và KR4 bơm 2 chạy điện lưới.
và KR5. KR5 là ở đây bởi vì chúng ta sẽ sử dụng thêm một con biến tần thứ hai để biến đổi cái điện áp 220 sang điện áp 3 pha 220V. Bởi vì chúng ta sử dụng điện đầu vào là 220 nên là chúng ta phải cần thêm một cái này. Thế còn thực tế chúng ta sẽ không cần cái biến này. VFD run, VFD là viết tắt của chữ vary, vary frequency. Vary frequency dynamic, tức là viết tắt của chữ biến tần tiếng Anh. Ở đây ta sẽ là cái tín hiệu để run và stop biến tần. Tiếp theo là các cái biến biến M, biến các cái nút nhấn ở trên màn hình HMI. Trên màn hình HMI chúng ta sẽ phải sử dụng các cái nút nhấn start, tức là để khởi động hệ thống, mà 0.0, nút nhấn stop mà 0.1, nút nhấn AM mode switch. AM mode switch là cái công tắc, switch là công tắc chuyển chế độ auto và manual. Đây là cái công tắc để ta chọn chế độ là tự động hay bằng tay. Địa chỉ là M0.2. UT mode là chế độ ưu tiên, công tắc bật hoặc là tắt chế độ ưu tiên. Select P1, P2 switch. Đây là cái công tắc chọn bơm 1 hoặc là bơm 2 để chạy cái chế độ ưu tiên. Ta chọn bơm 1 hoặc chọn bơm 2. Reset, nút ấn reset khi mà có lỗi hệ thống, lỗi biến tần hoặc là lỗi áp suất. Man P1 on là nút nhấn bật bơm 1 bằng tay. Man P1 up, nút tắt bằng tay. Man P2 on là nút bật bơm 2 bằng tay. Man P2 up, nút tắt bơm 2 bằng tay. Tiếp theo là các cái biến đèn hiển thị. Đèn hiển thị là cái đèn khi ta chạy bằng tay này, thì cái đèn lem man hiển thị. Lem auto là khi ta chạy chế độ auto. Lem UT là cái đèn khi ta chạy chế độ ưu tiên. Ta chạy chế độ nào thì cái đèn này sáng, chế độ đó nó sẽ sáng lên. Và lem VFD alert, đèn báo biến tần lỗi. Lem P1 fault là đèn báo bơm một lỗi. Lem P2 fault là đèn báo bơm hai lỗi. Tức là bơm bơm bị lỗi thì nó sẽ có đèn báo. Lem P1 on là đèn báo bơm một đang chạy. Và lem P2 on là đèn báo bơm hai đang chạy. Để ngoài ra thì còn có các cái trong quá trình làm nó sẽ có các cái biến nữa là như là biến M, M error là để các cái biến để báo lỗi, lỗi áp suất sau 30 giây này, hoặc là lỗi biến tần. Đây là lỗi biến tần. Hoặc là các biến trung gian. Đấy, thì trong quá trình chúng ta lập trình chúng ta sẽ phải tạo thêm các cái biến này. Biến công lại trung gian là giờ cao điểm này. Đấy, chọn bơm này. Và bên mốt là chế độ gọi bơm. Và chế độ thêm bơm. Hoặc là các cái biến trung gian là PID và mode bus, chúng ta sử dụng những cái biến trung gian này. Ví dụ, PID output là đầu ra cho PID, PID frequency
là đầu ra PID chuyển sang dạng hertz, PID frequency to V20 là cái giá trị để ta truyền từ PLC truyền cho biến tần V20, và PV pressure là cái áp suất thực tế. Đấy, này là các cái tag. Đấy, ta khai báo các cái tag. Thì các cái tag sau ấy, thì trong quá trình sử dụng, trong quá trình lập trình ta sẽ phải khai báo thêm. Chúng ta sẽ vào chương trình trong PLC. Ở đây nó sẽ, chúng ta sẽ có các cái hàm con này, hàm F, FC4 là chế độ một bơm, F một bơm. FC2 là F gọi bơm. Gọi bơm tức là sẽ chạy cả hai bơm, có thể chạy cả hai bơm. Và F luân phiên. FC3 là luân phiên, hai bơm chạy luân phiên. F manual là chế độ chạy bằng tay. Nó sẽ có ba chế độ. Chế độ chạy bằng tay này, chế độ F ưu tiên, chế độ ưu tiên này, và chế độ gọi tự động. Trong chế độ tự động thì sẽ có chế độ chạy một bơm hoặc là gọi bơm. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có các cái hàm con là hàm tính giá trị áp suất thực tế và các hàm con là hàm để truyền thông mode bus từ PLC sang cho biến tần V20. Ở đây PID output frequency là chúng ta sẽ phải biến đổi cái đầu ra PID sang dạng tần số để truyền cho biến tần. Thì chúng ta sẽ vào lần lượt từng cái hàm một. Thì theo thứ tự các cái chế độ hoạt động đây. Ở đây là chế độ bằng tay này. Chúng ta sẽ vào chế độ bằng tay này. F manual bằng tay đấy. Đây, chế độ điều khiển bằng tay cho hai bơm. Đấy, do dùng nguồn 3 pha từ một biến tần cho nên chúng ta sử dụng một trong hai bơm thôi. Không có nào nó sẽ bị quá công suất của biến tần. Network thứ nhất là bật bơm 1. Đấy, bật bơm 1 này. Nếu mà FN1 và FN1 là đang up, có nghĩa là FN1 là cái dơ le nhiệt cho bơm 1. Đấy. Nếu mà dơ le nhiệt không tác động, tức là không có lỗi này, không có lỗi quá nhiệt, không có lỗi về bơm 1, thì ta nhấn nút van P1 on, thì cái KR2 sẽ hoạt động, KR2 sẽ set để chạy bơm 1. Network 2 là tắt bơm 1. Khi ta nhấn nút up thì sẽ reset cái KR2. Hoặc là khi mà dơ le nhiệt nhảy, cái FN1 này khi dơ le nhiệt tác động, tức là bơm 1 đang có vấn đề, thì sẽ reset để ngắt cái KR2. Đấy, tương tự là bật bơm 2 và tắt bơm 2 cũng vậy. Cái network số 5 là đèn báo chạy man và khởi động biến tần. Khi mà bơm 1 hoặc là bơm 2 đang chạy
ở chế độ manual, tức là KR2 hoặc KR4 đang on, thì cái đèn báo man sẽ sáng lên và cái biến tần số 2 nó sẽ chạy. Cái chế độ bằng tay chỉ đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo là chế độ ưu tiên. Chế độ ưu tiên. Ưu tiên này. Ở trong chế độ ưu tiên thì chúng ta sẽ ưu tiên bơm 1 hoặc ưu tiên bơm 2. Bơm 1 chọn thì bơm 2 dừng, bơm 2 chọn bơm 1 dừng. Ví dụ network số 1 là ta chọn bơm 1 chạy. Khi mà cái tần số của PID lớn hơn 20 và cái KR3 tức là contactor số 3 đang ở khi mà, và cái switch chọn là P1. Đấy. Cái switch chọn P1 P2 là đang chọn là bơm 1 thì cái KR1 sẽ được xét và biến tần sẽ chạy KR1 này. KR1 là đóng cho bơm 1 chạy qua biến tần. Tương tự chọn bơm 2. Khi mà tần số lớn hơn 20 Hz. Tức là tần số lớn hơn 20 Hz thì chúng ta mới cần chạy. Còn nếu mà nó nhỏ hơn 20 Hz thì là không cần chạy. Có nghĩa là lượng nước không có đầu ra hoặc là không tiêu thụ. Thì cái tần số nó sẽ nhỏ hơn 20 Hz thì ta không cần chạy. Và KR1 là đang không chạy. Tức là khi ta chọn bơm 1 thì thôi bơm 2, mà ta đây ta chọn bơm 2 thì thôi bơm 1, tức là KR1 là cho bơm 1, KR3 là cho bơm 2. Khi tần số lớn hơn 20 Hz, bơm 1 đang tắt và cái switch là đang chọn ở bơm 2 thì ta sẽ khởi động cái bơm 2, set cái KR3 và biến tần chạy. À, cái network số 3 là khi mà khi mà cái tần số nó sẽ nhỏ hơn 20 thì ta ngắt tất cả. Đây là tín hiệu ngắt biến tần, reset biến tần. Đây là reset là tất cả các đầu ra. KR1, KR2, KR3, KR4. Đấy là 4 bit. Thì ở đây ta sử dụng là reset bit và 4 số 4. Tiếp theo là cái chế độ tự động. Chế độ 3-1 là vào giờ thấp điểm. Vào giờ thấp điểm là chạy luân phiên. Ta vào chế độ ép luân phiên. Ở chế độ luân phiên thì chúng ta sẽ không sử dụng đến hai cái con contactor để cấp điện trực tiếp lưới điện cho bơm. Vì vậy là ta phải reset luôn hai cái KR2 và KR4 này đi. Đây, chúng ta sẽ không sử dụng đến KR2 và K2 và K4. Chúng ta bỏ nó đi, chỉ chạy KR1 và K3. Cái network số 2 là chúng ta sẽ xử lý cái vấn đề là đặt cái thời gian chạy luân phiên. Thì ở đây chúng ta sử dụng một con timer với cái thời gian chu kỳ luân phiên tính theo vòng phút. Thì cứ hết cái chu kỳ luân phiên này thì cái thời gian nó đếm lại từ đầu, cho nên ở đây ta sẽ có một cái bit Q này nữa. Cái chu kỳ luân phiên này mà chia cho 2 thì sẽ ra cái thời gian luân phiên. Tức là chu kỳ luân phiên là 2 phút thì cái thời gian luân phiên tức là thời gian chạy của mỗi bơm sẽ là 1 phút.
chúng ta chia cho 2. Và trong cái 1 phần 2 chu kỳ đầu ấy, ví dụ chúng ta đặt là 2 phút ấy, thì từ phút thứ 0 đến phút thứ 1 đến hết phút thứ 1 thì cái bơm 1 sẽ chạy. Đây, 1 phần 2 chu kỳ đầu thì bơm 1 chạy và 1 phần 2 chu kỳ sau bơm 2 chạy. Nếu thời gian nhỏ hơn cái thời gian luân phiên thì cái bơm 1, cái chọn bơm sẽ bằng bơm 1. Và nếu mà cái thời gian nó sẽ lớn hơn cái thời gian luân phiên và nhỏ hơn cái chu kỳ luân phiên, tức là trong 1 phần 2 chu kỳ sau, thì chọn bơm sẽ là bằng 2. Ta mu cái 2 vào chọn bơm và bơm 2 chạy. Bơm 1 chạy, network 4 là bơm 1 chạy. Cũng với điều kiện là tần số ra sẽ phải lớn hơn 20 Hz và cái chọn bơm nó sẽ bằng 1 thì cái bơm 1 sẽ chạy. Thì sau ở đây có một cái timer để trễ sau 12 giây thì cái KR1 sẽ bật và biến tần sẽ bật. KR1 là chạy cho bơm 1. Đấy, thì trước trước khi chạy thì chúng ta phải reset biến tần và reset các cái đầu ra KR1 và KR3 đi. Chúng ta phải phải dừng. Sau đó sau 12 giây chúng ta sẽ chạy lại. Bởi vì cái biến tần của ta thì nó sẽ phải có cái thời gian tăng tốc và giảm tốc. Thời gian tăng tốc và giảm tốc thì chúng ta thường đặt là 10 giây. Cho nên là ở đây cái thời gian này chúng ta phải đặt ít nhất là 10 giây để cho biến tần nó dừng hẳn. Sau đó thì chúng ta mới on để nó chuyển sang chạy do cái bơm khác. Còn nếu mà biến tần mà chưa dừng hẳn mà chúng ta sẽ bật để cho nó chạy bơm khác ấy, thì có thể nó sẽ gây ra cái báo lỗi quá dòng. Tương tự như là cái network 4 thì network 5 là bơm 2 chạy. Bơm 2 chạy thì cũng vậy thôi. Nếu mà chọn bơm bằng 2 thì cái KR3 sẽ được xếp bơm cái bơm số 2 sẽ chạy. Và KR1 sẽ được reset, tắt bơm 1 chuyển sang bơm 2. Và khi mà cái tần số cái giá trị output của PID nhỏ hơn 20 thì ta sẽ reset tất cả các bơm đều dừng. Đó là chế độ luân phiên. Tiếp theo là cái chế độ một bơm trước. Chế độ một bơm này ta gọi chế độ ép một bơm. Ở trong chế độ một bơm là khi mà một bơm bị lỗi thì sẽ chạy cái bơm còn lại. Thì có thể là bơm một bị lỗi hoặc có thể là bơm hai bị lỗi. Thì chúng ta phải căn cứ vào cái dơ le nhiệt mà ta gắn ở đuôi của contactor cho mỗi cái bơm. Khi bơm một bị lỗi, tức là con dơ le nhiệt là FN1 tác động. Khi bơm một bị lỗi thì cái dơ le nhiệt ở dưới cái công tắc tơ 2 này gắn với công tắc tơ 2 này nó sẽ tác động. Và bơm 2 bị lỗi thì cái công tắc tơ này bên K4 này nó sẽ tác động. Thì đây điều kiện vẫn phải là tần số lớn hơn 20, tần số PID, giá trị PID đầu ra lớn hơn 20. Bơm số 2 là không bị lỗi. Bơm số 2 bị lỗi. Ở đây khi bơm 1 bị lỗi thì bơm 2 chạy. Đấy, bơm 1 bị lỗi. Bơm 2
là không bị lỗi. Bơm 1 bị lỗi thì cái FN1 này sẽ on lên. Và bơm 2 mà không bị lỗi thì cái FN2 thì nó vẫn on. Cái tiếp điểm thường đóng và cái tiếp điểm thường mở của bơm của cái công tắc tơ ấy. Xin lỗi, cái tiếp điểm thường mở ở trên cái con dơ le nhiệt này nó sẽ tác động là FN1 bị lỗi. Thì trường hợp này sau 3 giây thì cái KR3 tức là bơm 2 nó sẽ chạy. KR3 tác động và biến tần khởi động. Ở đây ta thêm một cái điều kiện là KR2 là đang ợp. Có nghĩa là cái điện lưới, cái công tắc tơ của điện lưới là đang tắt. Và trước đó thì chúng ta sẽ reset biến tần, reset KR1, reset KR2 và reset KR4. Đấy. Trước khi chúng ta set và khởi động biến tần thì chúng ta sẽ reset tất cả. Chúng ta phải reset đi. Tương tự cái network số 2 là khi bơm 2 lỗi và ta sẽ chạy bơm 1. Điều kiện vẫn là tần số lớn hơn 20, bơm 2 lỗi này. Bơm 2 lỗi thì cái dơ le nhiệt gắn ở đuôi cái K4 nó sẽ tác động lên on. Và bơm 1 là vẫn không lỗi, vẫn đang ok. Để cái dơ le nhiệt này nó vẫn đang là up. Thì đầu tiên nó sẽ reset biến tần, reset các cái dơ le. Sau đó 3 giây thì sẽ khởi động cái bơm số 1, sẽ chạy bơm số 1 và biến tần khởi động. Ở trường hợp mà cả hai bơm bị lỗi thì cái dơ le nhiệt là F1, FN1 on và FN2 cũng on. Cả hai bơm bị lỗi thì ngắt tất cả các bơm, tất cả các điều kiện, các cái đầu ra thì ngắt, hoặc là khi mà tần số ra sẽ nhỏ hơn 20 Hz, tần số ra PID nhỏ hơn 20 Hz thì sau 20 giây thì biến tần sẽ đi vào chế độ ngủ và các cái công tắc tơ nó sẽ ngắt. Đấy là chế độ một bơm. Và chế độ cuối cùng là cái chế độ gọi thêm bơm này. Gọi thêm bơm. Chế độ gọi thêm bơm đây là ép gọi bơm này. Ở trong cái chế độ gọi bơm này thì là chúng ta sẽ có các cái trường hợp như thế này. Ban đầu thì là cái chế độ GV1 tức là gọi bơm, chế độ gọi bơm là đang bằng 0 và tần số sẽ phải là lớn hơn 20 thì đầu tiên chúng ta sẽ reset biến tần và reset các đầu ra, các cái dơ le đầu ra. Sau 3 giây thì KR1 sẽ đóng, công tắc tơ số 1 sẽ đóng để cấp điện qua biến tần và biến tần này sẽ khởi động để chạy bơm số 1. Cái KR2 này là chúng ta để chúng ta khống chế khóa chéo. KR2 bơm số 1 chạy qua biến tần thì KR2 phải ngắt.
Bởi vì khi mà biến tần chạy qua KR1 để chạy bơm 1 thì cái K2 này phải ngắt, nếu không nó sẽ xung đột giữa biến tần và điện lưới. Bởi vì hai cái này cùng điều khiển cho bơm 1 thì chúng ta phải thêm cái khóa chéo. Chúng ta nhớ như vậy, thêm cái khóa chéo vào. Chạy biến tần thì thôi chạy điện lưới, mà chạy điện lưới thì thôi chạy biến tần. Ở đây chúng ta sẽ chạy chạy qua biến tần này, biến tần xét, và cái GV1 này, cái biến GV1, biến gọi bơm này sẽ đặt là bằng 1. Đấy, ban đầu thì bằng 0 này, sau đó thì khi mà chuyển sang trạng thái này thì nó sẽ bằng 1. Tiếp tục cái network số 2. Đấy, số 2 là ta gọi thêm bơm. Gọi thêm bơm số 2 khi mà bơm số 1 chạy không đủ áp suất. Đấy. Thì khi mà cái chế độ gọi bơm đang ở giá trị đang bằng 1, mà cái tần số PID này, tần số ra PID này nó lớn hơn 48, nó từ 48 đến 50 Hz, tức là một bơm là chạy là không đủ, cần thêm một bơm nữa. Thì sau 30 giây, đấy, sau 30 giây thì chúng ta sẽ gọi thêm cái bơm số 2 bằng cách này gì? Bằng cách đầu tiên ta phải reset biến tần, ta ngắt biến tần, ta ngắt cái KR1. Đấy. Đây, ta ngắt biến tần và ngắt KR1. Đấy. Sau đó sẽ ta đóng cái KR2 để bơm 1 chạy trực tiếp từ điện lưới, đóng KR2. Đây ta set KR2 này. Với điều kiện là KR1 nó đã ngắt rồi. KR2 sẽ đóng để chạy điện lưới. Sau cái thời gian là 3 giây. Sau 3 giây sau thì ta phải đóng tiếp cái KR3. Đóng KR3. Đây đây ta set cái KR3 này. Ta set cái KR3 để cho bơm số 2 nó chạy qua biến tần. Đấy. Ta chuyển bơm 1 đang chạy từ biến tần sang chạy điện lưới và ta đóng KR3 để bơm số 2 để chạy qua biến tần. Đây ta đóng KR3 với điều kiện là cái KR4 nó vẫn đang ở. KR4 là qua điện lưới, KR3 qua biến tần. Hai thằng này nhớ là luôn khóa chéo nhau. Nhắc lại lần nữa. Và ta khởi động biến tần, set biến tần. Sau đó thì cái giá trị GB1 này ta gán là bằng 2 sang trạng thái tiếp theo. Đấy. Thì ở cái network số 2 này thì ta đang có hai bơm chạy. Đấy. Bơm 1 là chạy điện lưới và bơm 2 là chạy biến tần. Cái network số 3 là ta sẽ ngắt một cái bơm đi khi mà áp suất tăng lên, cái nhu cầu tiêu thụ nước nó giảm đi, áp suất tăng lên thì ta ngắt một cái bơm đang chạy trực tiếp điện lưới đi, ta chỉ để một cái bơm 2 chạy qua biến tần GB1 bằng 2 và cái tần số và đầu ra PID nhỏ hơn 20 Hz. Thì sau 10 giây chúng ta sẽ reset cái KR2. Reset KR2. Ta reset KR2 tức là chúng ta ngắt cái bơm 1 đang chạy qua điện lưới và ta chỉ duy trì cái K3, KR3 đang chạy qua biến tần. Ta reset KR2. Chỉ còn cái KR3 vẫn đang chạy qua biến tần. Và ta cái GB1 bây giờ là bằng 3.
Cái network tiếp theo là khi mà một bơm số 2 mà chạy mà không đủ áp suất thì chúng ta lại phải gọi thêm cái bơm 1. Đấy. Gọi thêm cái bơm 1 chạy. Thì điều kiện ở đây là GB1 đang bằng 3 và cái tần số của ta đang tăng lên là từ 48 đến 50 Hz. Thì sau 30 giây thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ phải reset biến tần để ta ngắt biến tần và ngắt cái bơm số 3, ngắt cái KR3 để chuyển sang KR4 để chuyển sang chạy trực tiếp điện lưới. Tức là KR3 này sẽ ngắt, biến tần sẽ ngắt và KR4 sẽ đóng để chạy cái bơm 2 qua điện lưới. Sau đó thì ta sẽ đóng cái KR1 và khởi động biến tần để cho bơm 1 chạy qua biến tần. Thì lúc này là sẽ có là bơm bơm 1 là chạy qua biến tần và bơm 2 là chạy qua điện lưới. Đấy. Đây, KR4 này đóng này, set này. KR3 reset. Nhả KR3 và đóng KR4. Đồng thời là ta sẽ đóng KR1 và chạy biến tần. Chúng ta để ý nhá, tôi nhắc lại lần cuối cùng là cái KR2 với KR1 là luôn luôn phải khóa chéo nhau và KR3 và KR4 cũng luôn luôn phải khóa chéo nhau. Một thằng là chạy qua biến tần này, còn một thằng thì chạy qua điện lưới này. KR3 qua biến tần, KR4 qua điện lưới. KR1 qua biến tần, KR2 qua điện lưới cho bơm 1. Thì hai thằng này luôn phải khóa chéo nhau. Và lúc này cái GB1 nó sẽ bằng 4. Tương tự cái network số 5 này thì là khi mà hai bơm đang chạy mà cái đầu ra tiêu thụ cái lượng nước tiêu thụ đầu ra nó giảm thì chỉ cần một biến tần, chỉ cần một bơm cũng đủ chạy. Thì cái bơm mà đang chạy trực tiếp lưới điện nó sẽ ngắt đi. Sẽ ngắt đi. Thì cái bơm nào đang chạy trực tiếp lưới điện chính là cái bơm số 2. Bơm số 2 đang chạy trực tiếp lưới điện qua KR4 này thì KR4 sẽ reset. Đấy, lúc nãy ta set ở trên này này. Đấy, bây giờ ta tắt. Và cái GB1 ta quay về sẽ bằng 1 để lặp lại cái quá trình đó. Và cái network số 6 này thì là nếu mà một trong hai bơm đang chạy, nếu mà bơm 1 đang chạy hoặc là bơm 2 đang chạy mà cái tần số nó nhỏ hơn 20, GB1 bằng 1 và GB1 bằng 3 thì là GB1 bằng 1 thì là chỉ có đang chỉ có bơm 2 chạy và GB1 bằng 3 thì đang chỉ có bơm 1 chạy qua biến tần mà tần số nó giảm xuống 20 Hz. Tức là lúc này là gần như là không có ai sử dụng nước hoặc là sử dụng rất ít. Thì sau 30 giây thì chúng ta sẽ phải reset cái biến tần và reset các cái contactor để biến tần trở về cái trạng thái ngủ, tắt hẳn cả hai bơm. Và cái GB1 này chúng ta sẽ gắn bằng 0 để nó quay lại cái giá trị ban đầu. Quay lại cái giá trị ban đầu đây. Đấy là chế độ gọi bơm. Còn một số cái hàm nữa là hàm ở đây là tính áp suất thực tế này. Tính áp suất thực tế thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái cảm biến
cảm biến áp suất từ 0 đến 73. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng là 73 thôi. Đấy. Thì tương ứng với cái giá trị là 0 đến 27648. Ở đây ta sử dụng là 7. 73 thôi. 7 hoặc 10 đều được. Cảm biến analog input chúng ta sẽ đấu nối vào cái chân AI0. Chúng ta sẽ sử dụng một cái module analog input. Chúng ta sẽ phải mua thêm. Thì cái module đấy thì chúng ta mới có thể đo được cái giải dòng điện từ 4 đến 20 mA. Còn cái module có sẵn trong PLC thì chỉ đo được cái giải từ 0 đến 10 V thôi. Chúng ta sẽ phải xem lại, nếu mà các bạn chưa hiểu thì sẽ phải xem lại cái chỗ đọc analog input. Thì cái này là khá đơn giản đâu. Thì từ áp suất, từ cái giá trị cảm biến áp suất đưa vào thì chúng ta sẽ suy ra cái giá trị áp suất thực tế. Cái hàm này là hàm xử lý cái việc đó. Đó là từ 0 đến 73. Hay là cái PID output to frequency đây. Thì cũng vậy. Thì cái giá trị đầu ra của PID ấy, nó cũng từ là 0 đến 27648. Đấy, thì chúng ta sẽ phải chuyển đổi nó thành cái dạng tần số. Tần số chuyển qua biến tần là từ 0 đến 50 Hz. Đấy, chúng ta sẽ phải chuyển đổi. Thì cũng sử dụng hàm normal và scale. Ví dụ ở đây cái PID là đầu ra là một con số từ 0 đến 27648. Thì tương ứng với cái tần số để truyền qua cái biến tần ấy, sẽ từ là 0 đến 50 Hz. Và cái tần số đấy, tần số chuyển sang dạng Hz này, từ dạng Hz sang analog để truyền cho modbus, để truyền cho biến tần V20. Cái tần số từ 0 đến 50 Hz thì khi mà truyền sang biến tần thì nó sẽ không phải là con số 0 đến 50 mà nó sẽ ta sẽ phải nhân với những cái hệ số của nó là từ 0 đến 16384. 0 Hz này thì tương ứng với 0 và 50 Hz tương ứng với 16384. Thì chúng ta sẽ phải xem lại cái cách truyền thông qua biến tần V20. Và cái tiếp theo là cái hàm để truyền thông Modbus RTU với V20. Đấy, thì chúng ta sẽ xem lại cái video về truyền thông Modbus RTU cho V20. Network số 1 là khởi tạo của Modbus RTU. Cái network số 2 thì ta sẽ gọi cái PID output. Đấy, gọi cái hàm con là PID output này, to frequency. Đấy, cái network số 3 là ta sẽ tạo cái trình tự truyền nhận data. Cái network số 4 này thì là ta sẽ ghi giá trị tần số xuống cho biến tần. Đấy. Network số 5 là ta lệnh run stop. Lệnh chạy và dừng biến tần. Network số 6. Network số 6 là ta thực hiện cái việc ghi lệnh xuống. Network số 5 là ta mu cái giá trị các cái giá trị start stop vào các cái thanh ghi. Còn network số 6 thì ta là ghi lệnh xuống. Network số 7 để đọc các giá trị dòng điện hay điện áp hay tần số từ biến tần. Network số 8 là ta tính cái giá trị đó ra cái giá trị thực tế. Network số 9 là ta đọc các trạng thái của biến tần là đang run hay stop hay là đang lỗi. Network số 10 là khi mà có lỗi thì ta sẽ phải
đưa ra cái đèn hiển thị lỗi biến tần. Thì cái hàm này thì sẽ xem lại ở cái video là truyền thông mốt bớt RTU. Để các bạn phải xem lại cái video đấy để hiểu hơn. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái OB30 là cái hàm xử lý PID. PID thì nó rất là ngắn gọn thế này thôi. Đầu tiên là ta sẽ phải gọi một cái hàm để tính ra áp suất thực tế. Thì áp suất thực tế thì sẽ sử dụng làm đầu vào PID, đầu vào bộ PID compact áp suất thực tế. Cái giá trị áp suất cài đặt là sẽ được cài đặt từ màn hình HMI này, là vào setpoint, và áp suất thực tế sẽ vào input. Đầu ra output per sẽ là PID output. Đấy. Thì cái giá trị PID output này nó sẽ được tính toán, sau đó thì nó sẽ truyền qua biến tần, truyền thông qua biến tần để nó điều chỉnh cái tần số của biến tần. Vậy thôi, chỉ có ba cái network này. Network số 3 này là ta đặt cái PID ra sang chế độ tự động bằng 3 cái giá trị PID compact mode bằng 3. Thì cái PID này thì cũng có rất là nhiều video rồi, thì các bạn sẽ vào để xem lại cái cách sử dụng PID. Cái cuối cùng sẽ quay về cái chúng ta sẽ tìm hiểu các cái data block trước. Đây, data block DB3 là cài đặt giá trị. Đây, chúng ta sẽ phải cài đặt là cái giờ cao điểm và giờ thấp điểm. Cài đặt các cái giá trị này. Cài đặt thời gian luân phiên này, thời gian luân phiên và cái chu kỳ luân phiên tính bằng phút. Cài đặt cái áp suất mong muốn, SV pressure. Còn đây là các cái data block để truyền thông mốt bớt thôi. Đây, bitmaster. Đây là cái data DB1 để sử dụng để xử lý cái hàm thời gian thực trong ngày. Đấy. Chúng ta sẽ đọc cái thời gian thực tế ở trong ngày đang là mấy giờ mấy phút. Đây là hàm write master cho mode bus. Thì cái này xem lại, hai cái này thì xem lại ở trong cái truyền thông mode bus RTU. Thì nó không khác gì cả. Cái cuối cùng là cái main OB1. Muốn main OB1 thì cái network số 1 thì ta phải đầu tiên ta phải gọi cái mode bus RTU để ta biết được cái giá trị frequency PID output là bao nhiêu. Đấy. Bởi vì cái giá trị PID output, tần số của PID output là cái cơ sở để chúng ta lựa chọn cái chế độ. Network số 2 là ta sẽ chọn chế độ bằng tay. Đấy. Đấy. Khi mà ta cái công tắc switch này ta bật thì sẽ lựa chọn chế độ bằng tay. Level switch sẽ là, đây là công tắc báo cạn, sẽ đang đang là up, tức là có nước, tức là điều kiện là có nước, đang có nước. Công tắc cái lỗi áp suất là đang bằng không. Cái switch chế độ đang là manual, và cái chế độ ưu tiên là đang là up, thì sẽ chạy chế độ manual. Network 3 là chế độ auto, cũng với điều kiện là cái pha báo mức là đang báo có nước, không có lỗi áp suất, không có lỗi biến tần.
cái chế độ cái switch chế độ mode là đang là auto, chế độ ưu tiên là đang up, ta nhấn start thì cái đèn lem auto sẽ sáng lên để vào chế độ auto. Netcode 4 là ta tính cái thời gian thực. Đây là hàm xử lý thời gian thực. Thì các bạn xem lại cái video xử lý thời gian thực để hiểu thêm về cái hàm này. Cái network số 5 là cài đặt thời gian cao điểm và thấp điểm trong ngày. Ví dụ ở đây ta sẽ cài đặt từ 7:30 đến 17:30 là thời gian cao điểm. Cái này là đặt ở trên màn hình HMI này. Đèn báo đang ở chế độ tự động. Đấy, và trong chế độ cao điểm thì sẽ là cái đèn giờ cao điểm, cái bit giờ cao điểm nó sẽ set. Và nếu không, nếu mà ngoài thì cái bit giờ cao điểm sẽ off. Đây. Đấy, thì đầu tiên là không có bơm nào bị lỗi. F1 dơ le nhiệt của bơm 1 và dơ le nhiệt của bơm 2 sẽ ập. Đèn đang ở chế độ auto và cái giờ cao điểm đang được bật, tức là đang trong giờ cao điểm thì sẽ gọi chế độ gọi cái hàm gọi bơm, sẽ chạy cái chế độ gọi bơm. Và nếu mà giờ cao điểm mà đang không phải giờ cao điểm thì sẽ gọi cái chế độ luân phiên. Và ở đây not tức là một trong hai cái bơm đang bị lỗi thì ta sẽ, và cái đèn đang ở chế độ auto thì ta sẽ bật sang chế độ gọi là chạy một bơm. Network số 7 là chế độ ưu tiên thì cũng với các cái điều kiện như vậy. Đấy, và cái công tắc ưu tiên đang được bật, công tắc ưu tiên bật thì vào cái hàm ta gọi cái hàm ưu tiên chạy chế độ ưu tiên và cái đèn này ưu tiên nó sẽ sáng lên. Ở đây xử lý cái network 8 là xử lý cái lỗi áp suất. Nếu mà đang một trong ba cái chế độ này đang chạy, chế độ auto hoặc chế độ ưu tiên hoặc chế độ bằng tay đang chạy, và cái cảm biến áp suất này nó không có áp suất, tức là nước lên nó không có nước, thì sau chúng ta đặt là khoảng 3 phút hoặc là 2 phút, nhưng đây tôi đây đặt 7 phút để cho chúng ta để mô phỏng, thì chúng sẽ là cái đèn báo áp suất này, cái bit này báo lỗi áp suất này sẽ set. Và cái nút nhấn reset, nút nhấn reset này để reset cái lỗi, reset lỗi áp suất. Đèn báo bơm 1 chạy, KR1 hoặc là KR2 đóng thì cái bơm 1, đèn báo bơm 1 là đang chạy. Tương tự KR3 đóng hoặc hoặc KR4 đóng thì bơm 2 đang chạy. Network số 12 là reset các bit đầu ra khi không có chế độ nào đang chạy. Tức là khi mà không các cái chế độ mà không chế độ nào chạy. Đấy. Chế độ man, chế độ auto và chế độ mode đều bằng 0 thì chúng ta phải reset tất cả các cái bit điều khiển và cái chế độ gọi bơm sẽ bằng 0. Đấy vậy thôi. Thì cái phần tiếp theo phần 3 thì chúng ta sẽ là mô phỏng. Còn cái phần 2 này thì là chương trình. Chúng ta sẽ đón xem cái phần 3.